Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đến với kênh Phúc Toàn Vlog. Hôm nay mình đi vô cái quán này gọi là Pizza Bata nha mọi người. Mình review cái quán này cho các bạn coi. Ở trong đây thì mình kêu combo nè các bạn. Ở phía đằng sau của mình nó có cái combo 499.000 cho gia đình mình, có pizza, có bò, có salad, rồi có cái gì nữa đó, có gà chiên gì nữa mọi người. Thì bây giờ mình sẽ review cho mọi người coi nha. Trước tiên ở đây tụi mình có kêu 3 ly. 3 ly là trà đào hả Tin? Trà đào nè, trà dâu nè mọi người. Ly là ly to không ngang, không có ly nhỏ nha mọi người. Còn ly này ly gì vậy Tin? Có cái bông kem mình thấy nó cũng ngon ghê á. Ok, để mình thử miếng này cho các bạn coi nha. Ngon quá, ngon quá các bạn ơi. Các bạn nhớ kêu ly này nha, mình thấy nó ok á, ngon á. Rồi bây giờ tới món ăn. Món ăn thì mình thấy cái dĩa salad quá bự luôn, mình thấy rau không à. Rau này nó có cái sốt nè, nó có dưa leo nè, cà chua với củ hành với cái sốt vậy thôi đó. Mình ăn salad trắng miệng với bánh mì bơ tỏi, cái món khai vị nè. Mình vô đây mình chiêu cơ bồ thì cho gia đình mình thì ngon hơn đó các bạn. Rồi mời mọi người miếng nha. Người ta nướng bằng bơ tỏi. Ở trong cái phần này nó có một cái pizza rồi một phần bò nữa các bạn. Ở đây thì mình kêu hai nửa cái hải sản với nửa cái gà. Ừ, tính ăn cái bút phần hải sản thì mình rẻ hơn mấy này luôn á. Tính là có triệu mấy nè. Cái chưa nhiều nữa. Ừ, quá trời nhỉ. Trời đất ơi, quá trời mọi người ơi. Mấy đã. Mọi người coi cái combo nè. Trong cái combo này có thêm cánh gà. Cánh gà thì có 3 cục mà. Đây bò 200g nha. Pizza ngon này chưa? Pizza này là cỡ đại luôn nha các bạn. Mềm lắm. Thêm một bì hải sản số Thái nữa.
Từ Mỹ đi châu Âu cũng rẻ quá vậy, có $1,000 và tiền vé máy bay á, gần thôn đâu có, đi qua biển chứ, bay đường nào ta, đâu có cắt ngang châu Á đâu không? Ừ. Bây giờ mình cũng ngàn cái gì không? Ngàn hả? Cái bò này mềm nha, mềm ngon. Mình cũng hiểu chứ. Hơn bữa hổng luôn. Cái mì bữa hôm còn hấp bún tiêu, hấp cũng ngon, bữa hấp cũng ngon nhưng mà cái mùi này nó đỏ lắm, mùi nó mổ. Bảy á. Nào nó dễ ăn hơn con. Mùi quá không hết. Gào đi, cái này đem về. Đúng rồi, ở nhà có cái chết á. Giờ dưới hoa tây mà quá trời ngọt. Mày cho ngát cái gì? Đồ cái này ngon đi. Đồng qua ngon, giòn lắm. Thank you.
Cảm ơn mọi người. Ngon quá. Nó ngon, 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 nó ng